Xin chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 ạ, hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 30 tháng 9 năm 2023, thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có về ngập nhà những cái dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm nhất. Những cái cây lan sẽ cho hoa xuân hoa Tết rất là rẻ luôn để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Do em báo thì sẽ bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cái dòng lan tiểu hồ điệp, một cái dòng lan mà hoa nở đa màu sắc, cực kỳ là xinh đẹp luôn ạ. Một cái dòng lan mà cô chú anh chị nhìn thấy là ngay từ cái thân lá của nó thôi ạ, đã có rất là nhiều màu sắc rồi. Nói là tiểu hồ điệp thôi nhưng mà khi mà cây này nở hoa, mỗi cần hoa của nó có thể vươn dài từ 40 cho đến 50 cm cô chú anh chị nhá. Hoa nở đủ màu sắc rực rỡ luôn, và khi cô chú anh chị trồng thành giò thì khi mà nó đến mùa hoa thực sự nó như là một cái bản giao hưởng của màu sắc luôn cô chú anh chị ạ. Và cái dòng tiểu hồ điệp này em bán với giá chỉ có 130.000 trong 1 kg thôi, cực kỳ là dễ thuần dễ chăm. Và đảm bảo cô chú anh chị rằng khi cô chú anh chị đã từng được ngắm cái giò lan này rồi, đã từng ngắm hoa khi mà nó nở thì chắc chắn cô chú anh chị sẽ muốn sưu tầm thêm vài những cái giò lan tiểu hồ điệp này nữa cô chú anh chị ạ. Và ở đây thì em sẽ bán ngay từ 0,3 kg đây, một lô như thế này 0,3. Cô chú anh chị có thể làm được 2 chậu xinh xắn luôn, hoặc là 1 chậu thì rất là tùm luôn nhé cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì em có dòng dáng hương tam bảo sắc đấy ạ. Những cây dáng hương tam bảo sắc hàng láo xếp rất là xinh đẹp như thế này. Đó, có những cái cây lớn và cây những cây vừa tầm ngắn ngắn như này, nhưng mà mỗi một cây như vậy, cây dài như thế này thì mỗi đến mùa hoa có thể dài từ có tầm 2 cho đến 3 vòi bông. Còn những cây này thì cây nào chắc chắn là cũng sẽ có những cái vòi hoa hết rồi cô chú anh chị ạ. Và bây giờ cô chú anh chị mang về ghép thì đến mùa xuân 1 2 tháng nữa thôi ạ. Chuẩn bị sang xuân là cây bắt đầu là sẽ nhú nụ luôn cô chú anh chị nhá. Và hàng này thì em bán với giá 140.000 cho 1 kg. Mà có lẽ những ai chơi lan chắc chắn là không thể thiếu cho mình những cái cây tam bảo sắc. Những cây tam bảo sắc này thôi đâu ạ, hoa cực kỳ là thơm. Và sang bên này đây thì em có ra cây dáng hương đuôi sắc này cô chú anh chị này. Hàng lá xếp V rất là xinh như vậy luôn. Và dáng hương đuôi sắc này em bán với giá là 120.000 cho 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg đây cô chú anh chị nhìn này. Đó, một lô dáng hương đuôi sắc 0,3 kg là bao nhiêu ạ? Ở chỗ này, chỗ này tương ứng với 0,3, mà cái chỗ này em sẽ bán với giá chỗ này như là đâu là 0,4 hay sao ấy. Em bán với giá là 45.000 cho cái lô này này cô chú anh chị này, dáng hương đuôi sóc. Và bên này đây thì em có đùi gà tròn của vùng Cao Bằng ạ. Đùi gà tròn của vùng Cao Bằng, cô chú anh chị nào mà đã từng được ngắm những cái mặt bông của gà tròn vùng Cao Bằng chắc chắn đều có một cái cảm nhận là ít có cái vùng miền nào có những cái bông hoa gà mà nó to mà mắt nhung đen đẹp như là gà tròn vùng Cao Bằng quê em ạ. Và cái dòng gà tròn vùng Cao Bằng này cô chú anh chị nhìn thấy điểm rất là đặc biệt ở đây, đó là thân như là gà dẹt luôn, nhưng mà khi mà sổ hoa thì hoàn toàn là cái mắt nhung đen, bông hoa rực rỡ của dòng gà lan đùi gà tròn rất là đẹp luôn. Giá em bán ở đây chỉ có 150.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị, mà đã theo dõi thì biết rằng là riêng cái dòng gà tròn này này của vùng Cao Bằng ạ, chưa bao giờ cái giá của nó dưới 180 cho đến 200 đâu cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng nhạn này. Hoàng nhạn thì hiện tại hôm nay thì em có chia thành lô như này này. Lô này em gọi là lô số 1 này. Những cây hoàng nhạn rừng cô chú anh chị nhá, những cây hoàng nhạn rừng. Cô chú anh chị em thấy là nhiều, rất là nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm những cây nhạn Thái, nhạn đặc biệt là cái dòng lan nhạn 4N đúng không ạ? Và nếu như cô chú anh chị tìm hiểu về cái xuất xứ đặc điểm của cây nhạn là 4N, cô chú anh chị sẽ biết rằng là riêng cây nhạn 4N nó không phải là cây lan đột biến, mà nó chỉ là một cái cây nhạn rừng thôi. Đó, một cây nhạn rừng mà được nhà vườn người ta nhân giống lên, nhà vườn bên Thái người ta nhân giống lên. Và thời điểm hiện tại thì giá bán sang bên Việt Nam mình mỗi một cây rơi đến hơn 300.000 đúng không ạ? Hơn đến 300.000. Đó. Và bây giờ thì bên vườn Việt Nam mình cũng đang có rất là nhiều nhà vườn người ta đang trồng những cây nhạn rừng này, và nó không kém cạnh gì những cây nhạn Thái, không đẹp kém gì cây nhạn Thái luôn. Vậy thì ở đây em đang có những cái lô nhạn rừng như vậy, sao cô chú anh chị không mình không tự tận dụng và trồng những cây này? 1 đến 2 năm thôi cô chú anh chị đã có những cây lan nhạn hoàng nhạn rừng rất là đẹp luôn rồi đấy ạ. Lô này em gọi là lô số 1 này, em bán là 55.000 nhá.
2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cây. Lô số 2 sẽ nhiều hơn này, 55.000. Và lô số 3 thì ít cây hơn nhưng mà cây sẽ lớn hơn, cũng 55.000. Và lô số 4 này, rất nhiều cây, mười mấy cây gì đó, cũng 55.000. Và lô số 5, 40.000 này. Lô số 5 là 40.000 thôi nhá, cô chú anh chị nhá. Và lô số 6 ạ, một lô rất nhiều luôn. Rất nhiều luôn cô chú anh chị ạ. Lô số 6 này em cũng xin phép được bán với giá là 50.000. Đó, em có 6 lô như vậy nhá. Và một cái lô hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ này, bán tặng cho cô chú anh chị nào luôn 30.000. Và bên này giờ làm cái dề hoàng long vĩ đấy ạ. Dề này em bán luôn 30.000 cô chú anh chị nhá, em bán kèm hàng ạ. Bên này đây ạ. Cô chú anh chị cùng xem cho em, ngắm cho em cái mặt bông của dòng lan hạc đỉnh đỏ ạ. Mặt bông thực sự nó rất là xuất sắc luôn đúng không ạ? Nhớ cây hạc đỉnh đỏ này, độ bền của nó phải tầm trên 2 tháng nhé. Độ bền của cây hạc đỉnh đỏ này phải tầm trên 2 tháng và hoa rất là thơm. Riêng những cây hạc đỉnh đỏ này hiện tại thì trên rừng gần như là đã tuyệt chủng rồi cô chú anh chị ạ. Chỉ còn có nhà vườn thôi và nhà vườn thì cũng không phải là có nhiều đâu ạ. Không phải có nhiều nên cô chú anh chị thấy là trên thị trường những cây hạc đỉnh đỏ này bán rất là ít luôn. Và em cũng săn mãi mới được một cái lô hạc đỉnh đỏ như này để mà sưu tầm giao lưu cùng cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị cùng em ngắm ạ. Và ở đây chỉ là cái mặt bông mẫu, hoa mẫu thôi cô chú anh chị này. Tất cả những cây hạc đỉnh đỏ của em hiện tại nó đang có nụ như này. Đó, tất cả đều đang có nụ như vậy cô chú anh chị nhá. Cây rất là khỏe mà dòng này thì hoa rất là đẹp như thế này mà hiếm, mà lại rất là dễ trồng, dễ chăm đôi. Bởi vì là nó cây này không phổ biến rộng lắm nên là nó không có nhiều cây giống cô chú anh chị ạ. Hiện tại trên rừng không có rồi. Thì ở đây cô chú anh chị có thể sưu tầm những cây hạc đỉnh đỏ này với giá em bán chỉ có 130.000 cho một chậu thôi. Cô chú anh chị cũng thấy là cái lô hạc đỉnh đỏ đây là cái lô đầu tiên mà em sưu tầm được cái cây hạc đỉnh đỏ. Nó về nó đẹp như vậy cô chú anh chị này. Và hết lô này thì em nghĩ rằng là cũng sẽ rất là khó để mà kiếm được những cây hạc đỉnh đỏ luôn cô chú anh chị ạ. Em có thì em cũng ôm lô luôn. Đấy, 130.000 cho một cây hạc đỉnh đỏ đang nụ như thế này và nụ này sẽ là cô chú anh chị thưởng thức đến hoa Tết nhé cô chú anh chị nhé. Và bên này đây ạ. Là dòng lan, địa lan Trần Mộng Xuân. Một cái dòng địa lan mà khi nói đến hoa Tết, một cái dòng lan, địa lan thuần Việt, mà khi nói đến hoa Tết, người ta không thể nào mà không nhắc đến cái dòng địa lan Trần Mộng Xuân. Một cái loài địa lan có thể coi là đẹp nhất trong tất cả những dòng địa lan. Hoa nở vào thời điểm Tết và cái độ bền của nó, cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa từ, nếu như không cắt nhé, có thể thưởng thức hoa từ Tết cho đến tầm tháng 4, tháng 5 dương lịch luôn cô chú anh chị ạ. Đó, hoa nở trong cái thời gian rất là dài. Và 1kg của dòng lan Trần Mộng Xuân này em bán với giá sẽ là 80.000 cho 1kg thôi. Hoặc cô chú anh chị mình chọn theo khóm ở đây cho em. Cái thời điểm bây giờ đang là mùa nụ và cũng là đang là cái mùa trồng của Trần Mộng Xuân rất là đẹp. Cô chú anh chị thấy là bên Trung Quốc người ta có dòng lan là địa lan Sato. Bên Việt Nam mình hiện tại cũng đang trồng rất nhiều cây địa lan Sato. Nhưng với cái cảm nhận của em ạ, cảm nhận của em ạ, thì cái dòng địa lan Sato nó rực rỡ nhưng mà nó lại không đẹp. Không đẹp, nhìn nó không sắc sảo như là cái dòng địa lan Sato. Với cảm nhận của em thì cái Sato vẫn cái địa lan Trần Mộng Xuân vẫn là cái mặt bông mà đáng thưởng thức, đáng thưởng thức cô chú anh chị ạ, rất là đẹp, đáng thưởng thức hơn so với cả cái dòng lan địa lan Sato luôn. Nó không có cái độ rực rỡ đó nhưng nhìn nó lại thuần khiết, thanh khiết rất là đẹp luôn. Đấy, cần hoa cực dài. Hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn theo hình ở đây cho em này. Rất là nhiều nụ luôn cô chú anh chị nhá. Đây ạ, đang rất nhiều nụ này. Cái khóm này em gọi là cái khóm số 43. Dề 43 đây ạ. Giả hành căng mướt và cực khỏe đẹp như thế này. Em bán cái dề này với giá là 220.000 cô chú anh chị nhá. Đang rất là nhiều nụ và giả hành cực đẹp. Riêng cây này cô chú anh chị về không chỉ ngắm thân lá mà còn ngắm hoa rất là tuyệt vời. Hình tiếp theo sẽ là hình số 44 này. Cái dề này em bán với giá là 160.000 cô chú anh chị nhá. 160.000 cho dề này. Đó, và mỗi một dề như thế này là cô chú anh chị làm một cái chậu quá đẹp luôn rồi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 45. Hình số 45 này thì em có một cái giả hành rời này, đang nụ này. Và thêm cả một cái phần này là những giả hành to nú luôn. Có những cái giả hành này hiện tại đang bắt đầu là chuẩn bị là lên nụ thôi nhé cô chú anh chị nhé. Không phải là cây nào cũng đã lên hết nụ đâu ạ. Có những cây bây giờ nó mới đang bắt đầu là ngậm nụ thôi. Đó, đang bắt đầu ngậm nụ thôi cô chú anh chị nhé. Và cái khóm này em xin phép được bán với giá là 150.000 cho cái phần này đấy ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 46 này cô chú anh chị này. Riêng một cái củ này thôi mà có hai nụ luôn này cô chú anh chị. Củ này thôi hai nụ này. Củ bên này thì... Và cái hình này thì em bán chỉ có 90.000 thôi ạ. 90.000 thôi cho hình này. Và sang hình tiếp theo là hình 47 này.
hình 47 cái lô này em xin phép được bán với giá là 110.000 nha cô chú anh chị. 110.000. Và sang hình số 48 ạ. Hình 48 đây. Cũng là một cái khóm cực kỳ là xinh luôn. Ồ, cái khóm này rất là đẹp luôn. Khóm này rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Em xin phép bán cái hình này. Hình này thì cái nụ của nó chưa chồi hẳn ra. Đó, chưa thấy cái nụ ở đâu mấy. Và cái dề này em xin phép được bán với giá là 160.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 44 này. Dề này rất là xinh đẹp và nụ nó ngắn ngắn vừa vừa này thôi cô chú anh chị ạ. Xinh luôn, có những cái nụ này. Đó, rất là tiếc là có những nụ vận chuyển về ấy. Nhiều cô chú anh chị cứ thích là nhìn thấy nụ ngay, nhưng mà khi mà cái hàng nụ về ấy, nó rất là hay bị hỏng luôn. Hình này em 49 này em bán với giá là 150.000 cho cái dề này. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan à. Cô chú anh chị nhìn cho em là những cây đây là những cây phụ nữ thẻ bài. Cái dòng lan với những cái bông hoa sắc hồng rất là xinh đẹp. Một cái cây mà có thể coi như là một cái lá phổi xanh trong gia đình. Khi mà cô chú anh chị sở hữu những cây này, thanh lọc không khí cực kỳ là tốt. Và người ta còn quan niệm cây thẻ bài này là một cây mà có thể mang đến vận may, tài lộc và sự an lành cho gia đình cô chú anh chị nhé. Đây là dòng vũ nữ thẻ bài hoa kép ạ. Và một cái chậu vũ nữ này thì cái hoa này ấy, nó không phải là rừng và tàn ngay ở đây, mà cái độ bền của nó phải tầm 2-3 tháng. Và sau đó thì nó sẽ nở thêm những bông hoa tím ở trên những cánh hoa hồng này nhé cô chú anh chị nhé. Đó, và em bán một chậu như vậy với giá chỉ có 70.000 cho một chậu thôi. Và hôm nay thì bên em vừa cập bến một cái lô đen đô xuân. Một cái lô đen đô xuân, một cái chậu khoảng tầm 2 cho đến 3 thân. Và hiện tại thì cây đang chi chít là nụ như này này cô chú anh chị này. Hiện tại thì cây đang bắt đầu là chi chít nụ này. Cây này thì chắc là sẽ nở hoa sớm, nở hoa trước Tết cô chú anh chị ạ. Dạ, cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng đen đô xuân. Riêng dòng đen đô xuân thì bao giờ cũng vậy, hoa siêu sai bông luôn nhé cô chú anh chị nhé. Cực kỳ là sai hoa luôn từ gốc đến ngọn. Và độ bền của nó tầm trên 2 tháng ạ. Độ bền trên 2 tháng và hoa sẽ rất là thơm. Đấy, những cái cây này thì chắc là cô chú anh chị thưởng thức hoa xong rồi đến Tết cô chú anh chị có một lứa mới là vừa. Là những cái mặt bông của hoa của dòng đen đô xuân này. Mỗi một chậu thì có 2 thân. Đó, một chậu 2 thân cũng sẽ rất là xinh khi mà nó nở hoa. Và một cái giò như này em bán với giá chỉ có 90.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. 2 thân hoặc là 3 thân. Nếu có 3 thân thì thân đó nó cũng ngắn thôi và hiện tại đang nụ và cũng đang lên mầm gốc này cô chú anh chị này. Đó, cái lô này thì sẽ nở hoa sớm. Nở hoa sớm cô chú anh chị ạ. Xin nhắc lại giá ở đây sẽ là 90.000 cho một cái giò đen đô xuân đang chi chít là nụ như thế này. Còn bên này đây ạ, là những cái giò đen đô xuân mà cái hàng này sẽ là hàng hoa Tết. Phải nói là siêu xuất sắc luôn cô chú anh chị nhé. Mỗi một chậu đen đô xuân này, hiện tại cây đã đứng hết ngọn rồi. Và nó sẽ phải rơi vào từ 6 thân trở lên. Đó, em sẽ chọn cho cô chú anh chị là một chậu ít nhất là 6 thân trở lên. Thân nào thân đấy lá tròn, mít rất là đẹp như thế này và đốt ngắn cực tuyệt vời luôn. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Chậu nào chậu đấy, gọi em phải nói là đẹp mê mẩn luôn. Đó, những cái giò này với cái độ sai bông của nó thì chắc chắn là khi mà nó nở hoa ấy, cô chú anh chị sẽ có những cái tác phẩm phải nói là cực kỳ là tuyệt vời. Cái tác phẩm tuyệt vời. Cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết, cây đứng ngọn tròn tu như này hết rồi. Cô chú anh chị kích hoa một cái nữa là đây sẽ là những cái giò lan, những tác phẩm cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết tuyệt vời luôn ạ. Em bán ở đây là 160.000 cho một giò cô chú anh chị nhé. 160.000 cho một giò. Riêng những cái giò như này mà đến Tết ạ, giá không dưới 600-700 đâu cô chú anh chị ạ. Mà cũng không có hàng ấy ạ. Tuy đẹp như thế này cơ mà. Đó, những cái tác phẩm tuyệt vời như này cơ mà. Và bên này đây sẽ là những cái chậu giạc Di Linh Xuân ạ. Cái chậu giạc Di Linh Xuân đây mỗi một chậu rơi vào từ 4 thân trở lên nhé. Hàng chuẩn ươm ki. Hoa sẽ Tết hoặc là Xuân em bán với giá là 80.000 cho một giò thôi. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò lan giả hạc chớp Mỹ. Giả hạc chớp Mỹ, em nghĩ rằng cô chú anh chị nào đã chơi lan lâu ấy thì chắc chắn đã từng được mua những cái thân giả hạc chớp Mỹ ngày Tết đến xuân về với thân nụ mỗi một thân tầm hơn 300.000 đúng không ạ? Hơn 300.000 mà không có dài được đến như thế này đâu ạ. Dòng giả hạc chớp Mỹ thì hoa cũng rất là sai. Đẹp và đáng rất là đáng thưởng thức luôn. Đây mặt bông giả hạc chớp Mỹ đây cô chú anh chị nhá. Và mỗi một chậu giả hạc chớp Mỹ nó đẹp như này này, chậu mà hai thân ấy ạ. Nếu như chậu nào hai thân thì có những cái thân nó có thể dài đến cả mét luôn rồi đấy ạ. Có thân dài đến cả mét luôn rồi. Còn nếu như là chậu nào mà có 3 thân thì nó có phần là ngắn hơn một chút xíu cô chú anh chị này.
Có những cái chậu rơi vào 4 thân 5 thân nhá cô chú anh chị nhá. Đây, rơi 4 thân 5 thân. Đồng giá ở đây ạ, em bán với giá chỉ có 80 nghìn cho một giò. Đó, cô chú anh chị muốn lấy chậu nhiều thân hay là chậu 2 thân mà rất là to đẹp thì cô chú anh chị có thể báo em. Đó, với số tiền 160 nghìn, cô chú anh chị nhìn cho em, ví dụ cô chú anh chị lấy chậu mà có 2 thân hoặc và 3 thân đi. Cô chú anh chị góp lại, cô chú anh chị gộp lại là một giò, thực sự là một cái tác phẩm rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, với 160 nghìn thôi. Đấy, sẽ là một cái giò lan tác phẩm đẹp cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây thì em có dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc này, thân thắt đốt sáng bóng đúng như những hạt ngọc luôn, và không chỉ đẹp thân lá mà cái dòng này hoa rất là rực rỡ ạ. Hoàng thảo chuỗi ngọc, một cái chậu chuỗi ngọc như vậy, nhiều thân tơ đẹp như này, giá em bán ở đây là 170.000 cho một chậu nhé. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò kiều lộc bắc. Kiều lộc bắc nói chung là chưa bao giờ nó rẻ đến như thế này luôn cô chú anh chị ạ. Trước đây một cái chậu kiều lộc bắc phải như thế này phải tầm 500.000. Thì hiện tại một cái chậu kiều lộc bắc này cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết, hoa xuân đây. Thân to mập nú như này. Đang bắt đầu là sưng mắt nụ. Đó, đây ạ, cô chú anh chị nhìn này. Đó, bắt đầu sưng mắt nụ. Chuẩn bị cây này như kiểu chuẩn bị chồi hẳn nụ ra luôn ấy cô chú anh chị. Và một cái chậu như thế này ạ, giá ở đây chỉ có 170.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng địa lan quân tử, cũng là một cái cây lan có tác dụng thanh lọc không khí, loại bỏ những chất khí độc hại trong không khí và có thể loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi. Cũng là một cái cây lan mà cái dòng lan phong thủy cô chú anh chị trồng trong nhà. Em bán một cái cây quân tử như vậy này, có thể cho hoa đẹp, thân lá đẹp, tạo không gian xanh trong gia đình, giá chỉ có 75.000 cho một chậu ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan cắt ngay dòng lan cắt một lá, và người ta không phải tự dưng mà người ta nói đây là nữ hoàng của các loại lan đâu ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em, những cái bông hoa siêu to khổng lồ đẹp như thế này, thơm nức nở luôn ạ. Và cái chậu này hiện tại nó đang nở hoa như vậy nhá, mặt bông này đây ạ. Đó, xuất sắc vô cùng luôn. Em bán chậu này với giá 120. Ở đây thì em có chậu này, em gọi là cái chậu số 1 đấy ạ. Chậu này gọi là chậu số 2 này. Chậu này đang mèo nụ nhá cô chú anh chị nhá. Chậu mèo nụ và cái mặt bông này thì là cây hoa tem và chắc chắn sẽ là một cái mặt bông cực kỳ là đẹp. Em bán chậu này với giá là một cũng 120.000. Chậu tiếp theo là chậu số 3 này. Cô chú anh chị thấy cái mèo nụ này chuẩn bị chồi lên hai nụ đây rồi nhá. Đó, chắc chắn mặt bông không làm cô chú anh chị mình thất vọng đâu ạ. Cũng 120.000, hàng này trồng thuần sẵn rồi. Cô chú anh chị không phải về trồng làm cái gì, không phải về làm cái gì cả. Chỉ treo một thưởng thức hoa thôi, cái chậu này cũng đang mèo rất là đẹp luôn đấy ạ. Cái giò này em bán 110.000. Và sang bên này đây là những cái chậu lan. Sang bên này đây sẽ là những cái dòng hạc vĩ thiên cung lự bố. Cái chậu thiên cung lự bố như này em bán với giá là 100.000 cho một giò thôi. Đó. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của hạc vĩ thiên cung lự bố đi ạ. Mặt bông của thiên cung lự bố đây cô chú anh chị. Rất là xuất sắc như thế này. Trước đây mỗi thân hơn 100.000 cô chú anh chị ạ. Đấy thì một cái chậu thiên cung lự bố như này hiện tại em bán có 100.000 thôi nhá. Còn sang bên này đây sẽ là những cái giò dendro xuân. À dendro úc mắt đen chứ. Đó, dòng dendro thì xuân thì hôm nay em có hai cái dòng. Một cái dòng hoa Tết và một cái dòng mà có thể chuẩn bị thưởng thức hoa luôn rồi em bán. Còn đây là dòng dendro úc mắt đen. Cây cũng đã đứng hết ngọn như này. Một chậu hơn chục thân. Giá em bán 220.000 cho một giò. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan vũ nữ. Dòng vũ nữ ngọc nữ ạ. Cây cực kỳ là khỏe luôn. Đó, rất là khỏe luôn như này. Chậu ngọc nữ này sum xuê vô cùng, 160.000 cho một giò. Sang bên này đây sẽ là em còn có ba cây thiên nga này, ba cây thiên nga. Cây năm thứ ba thứ tư hết rồi ạ. Hàng này thì chắc là sẽ cho cô chú anh chị những bông hoa cực kỳ là xinh đẹp đấy ạ. Mỗi cây thiên nga như vậy em bán với giá chỉ có 60.000 thôi cô chú anh chị nhá. Có màu xanh cốm và có màu xanh cốm và màu nâu đỏ ạ. Dạ, cái màu xanh cốm đây cô chú anh chị này. Và màu nâu đỏ, nâu đốm đấy ạ. Hai cái mặt bông rất là độc đáo và đẹp này. Tiếp sang bên này đây là những cái cây lan hồ điệp nhá. Cái dòng hồ điệp này là dòng hồ điệp bông đại mà giá của nó chưa bao giờ rẻ đến vậy luôn. Một bông hoa nở thôi ngắm cũng rất là thích mắt rồi cô chú anh chị ạ. Cái chậu hồ điệp như thế này cô chú anh chị có thể về trồng với giá chỉ có 30.000 thôi. 90.000 để cô chú anh chị sở hữu ngay ba cây hồ điệp. Về cô chú anh chị mình tự trồng và thưởng thức hoa quanh năm ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có những cái giò lan phi điệp cánh viền ạ. Cái dòng này thì gần như năm nào đến ngày Tết thì em cũng bán hàng hoa Tết. Sai hoa vô cùng luôn. Và cái hàng này ạ, hoa cánh viền cực kỳ là đẹp, mà đã từng đi tham gia những cái
lễ hội về hoa lan và được giải rất là cao nhé cô chú anh chị nhé, được giải cực kỳ là cao. Và còn thì thực ra những cái mặt bông ấy, nó không, nếu mà mặt bông mà không phải là mặt bông đẹp thì chắc chắn là nhà vườn người ta sẽ không bao giờ người ta giữ giống đâu cô chú anh chị ạ. Đây là những cái mặt bông mà đã được một mặt bông đã được công nhận rất là đẹp và được giải cao trong những cái hội triển lãm, những cái hội triển lãm về hoa lan cô chú anh chị ạ. Và cái hình này em gọi là cái hình số 1 này, một cái giò mà cực nhiều thân như này. Đó, và giò này mà khi mà nở hoa thì cô chú anh chị treo trong một cái góc nào đó trong nhà, chẳng hạn trưng trong nhà hay là ở bên ngoài khoảnh sân cũng đều rất là xinh luôn. Giò này em bán với giá chỉ 130.000 thôi cô chú anh chị nhé, phi điệp cánh viền ạ. Hình tiếp theo là hình số 2. Cô chú anh chị nhìn ạ, cực kỳ là nuột và đẹp như này. Em bán giò này với giá 120.000 và sang hình số 3 ạ. Thân mập nú luôn, căng đét như này. Giò này em bán 120.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4, 130.000 đây cô chú anh chị nhé, 130.000. Cô chú anh chị có ngay những giò lan tuyệt vời như vậy đi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 5 ạ. Số 5 ở đây thì em cũng bán với giá là 130.000 này. Và hình số 6 ạ, 130.000 đây cô chú anh chị nhé. Tùy cô chú anh chị lựa chọn, 2, 4, 6 thân rất là đều đẹp. Và sang hình số 7 này, hình số 7 đây ạ, 2, 4 cũng là 6 thân, 7 thân, đẹp, rất là đẹp. Em bán 130.000. Và sang hình số 8 này, hình số 8 ở đây, hình số 8 ở đây cực kỳ là tuyệt vời luôn. Cái giò này em bán với giá là 150.000 nhá, cho cái hình số 8 này đây ạ. Giá thể đều bằng gỗ hết rồi. Và bên này sẽ là những cái giò long tu xuân xinh đẹp. Và cô chú anh chị nhìn thấy là những cái thân long tu xuân này, mặc dù nó không dài nuột như là những cái thân hình mà nhà vườn người ta chăm sóc kỹ cẩn thận, nhưng mà đảm bảo những cây long tu xuân này sẽ là những cái giò lan vô cùng nở hoa, vô cùng xinh đẹp cho cô chú anh chị. Về chắc chắn là sẽ không bị tót thân, bởi vì là cái chế độ chăm sóc của mình là cái chế độ chăm sóc là cây chỉ có hít thở khí trời để sống. Cây sẽ rất là khỏe. Hình này em bán với giá là 130.000 nhé, là hình số 9 ạ. Số 10, một cái giò long tu xuân rất là xinh ở đây, giá chỉ có 110.000 thôi. Và sang hình số 11 này, số 11 đây ạ, cũng là long tu xuân ạ, rất là xinh xinh luôn đúng không ạ. Cây cong vút rất là đẹp như này. Cái giò này em bán với giá 110.000. Và sang giò số 12, long tu xuân số 12 đây. Cái giò này em bán với giá 110.000, thân to nú. Và sang hình số 13, cái giò xinh xinh này với giá 110.000. Long tu đá nhá, chính chị rất là nhiều thân luôn đấy ạ. Dòng long tu đá cũng cực sai bông. Giò này em bán 110.000, 14, 15, 110.000 và 16 cũng 110.000. Và bên này đây sẽ là những cái cây cẩm báo này, những cái giò dáng hương cẩm báo đây ạ. Những cái cây cẩm báo này là tự nhà em trồng này. Cô chú anh chị nhìn cái bộ rễ của nó mê không ạ? Ngắm cây lan, trồng cây lan, cái điều thú vị khi mà mình trồng cây lan không phải chỉ là ở cái chỗ ngắm hoa, mà khi nhìn cái cây phát triển, nhìn cây phát triển nhú từng cái rễ một cũng là một cái điều mà cảm thấy thực sự rất là thú vị luôn cô chú anh chị ạ. Cái chậu này có một cây to với cả hai cây con ạ. Cái giò này xin phép bán 100.000 cô chú anh chị nhé, cho giò dáng hương cẩm báo này ạ. Giò này em gọi là cái giò số 17 ạ. Giò số 18 là có ba cây rất là to luôn này. Nụ cái bộ rễ chi chít luôn. Cái giò này chắc là đến xuân sẽ là cái giò hoa rất là đẹp luôn đấy ạ. Cái hình số 18 này em bán với giá là 100, chậu này 4 cây cô chú anh chị nhá. 130.000 cho chậu này. Còn nếu mà không cô chú anh chị muốn tự ghép đấy ạ, em có một cái lô cẩm báo này. Lô cẩm báo này em bán với giá là 60.000. Tiếp theo bên này đây sẽ là những cái chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng ạ. Điệp 5 cánh trắng họng hồng cũng là một cái dòng lan mà sẽ nở hoa vào thời điểm Tết. Trước đây một thân 5 cánh trắng họng hồng cũng vài 300.000. Đó, hoa của 5 cánh trắng họng hồng thì thực sự rất là sai. Đó, cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt hoa của dòng 5 cánh trắng họng hồng đấy ạ. Cánh hoa 5 cánh trắng và cái họng hồng cực kỳ là nổi bật luôn cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp luôn và cực kỳ là thơm. Sai hoa vô cùng ạ. Và một cái chậu 5 cánh trắng họng hồng này, cái giò này em gọi là cái giò số 21 ạ. Giò này gọi là giò 21 và bán với giá chỉ 110.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. Hoa thơm nức luôn mà sai bông vô cùng. Hình tiếp theo là hình số 22, cái chậu này em cũng bán với giá là 110.000 ạ. Và hình tiếp theo 23, ba thân to đùng luôn. Đó, ba thân này cô chú anh chị đến mùa hoa có thể để uốn tạo dáng cũng rất là tuyệt vời luôn, 110.000. Và sang hình số 24 với giá 100.000 ạ.
Hình số 25 đây ạ, cực sum xuê và rất là đẹp luôn đấy ạ. 120.000 cô chú anh chị nhá, quá là đẹp luôn. Và tiếp theo là hình xăm 26 này, năm cánh chấm họng hồng 26. Giò này em bán với giá là 110.000. Và hình tiếp theo 27, hai thân siêu nù và đẹp luôn. Em bán cái giò này với giá 100.000, rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Bên này đây sẽ là những cái cây trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi nhá. Riêng cái dòng này thì cái thân của nó không có lẫn đi đâu được cô chú anh chị ạ. Đây, cái thân của nó không có lẫn đi đâu được, nó xoắn đỏ này. Nó càng già thân nó càng xoắn đỏ, và đặc biệt là khi mà nó nở hoa. Cái cây trầm cổ này phải nói là bông hoa đẹp một cách xuất sắc luôn. Cô chú anh chị mình của em ngắm mặt bông của dòng trầm cổ đi ạ. Tím, đỏ và sáp bóng rực rỡ như này. Với những cái chậu trầm cổ hiện tại em đang có thì chắc chắn là cô chú anh chị sẽ có những cái tác phẩm đẹp như là cái hình em đã đưa đấy ạ. Em có giò trầm cổ đây. Trầm cổ này em gọi là giò 37 này. 37 ạ. 4 thân nù luôn. 4 thân rất là to và đẹp này. Cái giò 37 này em xin phép được bán với giá là 110.000 nhá. Và 38 ạ. 39 đây ạ. 39 ở đây với giá là 120.000 nhá của chú anh chị nhá. Và tiếp theo sẽ là 40, 110.000 đấy ạ. Thân xoắn đỏ au rất là đẹp luôn. Và hình số 41 này. Trầm cổ 41 đây. 41 này em bán với giá cũng 110.000 thôi. Ba thân to đùng luôn. Cái hàng này cô chú anh chị mà trồng đến độ đạt ấy, nó phải cao tầm 4-50 cm cô chú anh chị ạ. Cao tầm đến 2 mét đấy chứ. Thân phải to như cái ngón chân cái luôn. 42, 120.000. Và bên này đây thì em có cái giò này, gọi là cái giò số 29 đấy ạ. Trầm cổ 29 đấy ạ. Giò trầm cổ 29 này em xin phép được bán nó với giá cũng 110.000. Ba thân dài nuột nà rất là đẹp như vậy. Tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây trầm rồng đỏ này. Trước đây thì những ai chơi lan, cái dòng trầm rồng đỏ này những ai chơi lan thì em nghĩ rằng là có lẽ ai cũng đều muốn sở hữu cho mình những cái chậu trầm rồng đỏ. Đây là cái mặt bông của dòng trầm rồng đỏ đây. Đó, vài thân thôi mà nó hoa sai và nó đẹp như này. Cánh hoa bầu và môi tuyết. Cái mắt đỏ rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Dòng trầm rồng đỏ ạ. Và ở đây thì em đang có cái chậu này với giá là chỉ có 110.000 thôi. Hàng chuẩn mặt bông cây giống nhé cô chú anh chị nhé. Không phải bán rẻ là cô chú anh chị sai hoa, sợ sai hoa đâu ạ. Giá quá là rẻ luôn. Đấy, cũng rất là dễ thuần, dễ chăm. Chậu 30 110.000. Chậu số 31 này. Một cái chậu mà có thân siêu to, to đùng cách mạng luôn. Cái thân phải dài to như cái ngón chân cái, cao khoảng tầm 80 cm. Cái thân mà em cô chú anh chị đang nhìn thấy đấy ạ. Tổng 4 thân 120.000. Và cái giò tiếp theo, giò số 32 đây ạ. Giò số 32 này em bán giò này với giá tiền là 120.000. Giò này 5-6 thân gì đó. Và giò số 33 110.000. Cái giò này có 4 thân nhé cô chú anh chị nhé. Và tiếp theo là giò số 34 đây ạ. 34 khoảng tầm 7-8 thân gì đó, 120.000. 35 100.000 thôi. Chậu này 3 thân ạ. Và hình tiếp theo 36 này. Cái chậu 36 này em xin phép được bán cũng với giá là 100.000 nhé cô chú anh chị nhé. Chậu này có 3 thân ạ. Sau bên này đây sẽ là mật ong này. Mật ong khoái ạ. Ôi. Mật ong khoái này thì hàng này á, là em mua trực tiếp ở dân nên là cô chú anh chị đảm bảo yên tâm cho em nhé. Cả quà tặng quà biếu thì hay là dùng cho gia đình thì thực sự là tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị nhìn cho em cái mật ong khoái này. Vàng ươm và trong vắt như này. Đó, cái này mà cô chú anh chị mang về làm quà tặng quà biếu cho gia đình thì em nghĩ rằng không có gì quý giá hơn như thế. Và riêng cái mật ong khoái này ạ. Nhìn đây cả sáp, tuy nhiên thì cái sáp, độ sáp của nó rất là ít thôi, chủ yếu là mật thôi nhé cô chú anh chị nhé. Giá em bán ở đây 200.000 trong 1 kg. À đây ạ, bên này thì em còn có các chế phẩm vật tư dành cho hoa lan nhé. Em có duy xanh này, 50.000, duy đỏ 60.000 ạ. Hồng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp. Atomic 12.000 cho một gói. Và bên một Thái 40.000, bên liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000 này.
3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000, siêu da dễ N3M với giá 35.000 cho một túi ạ. Và bên này thì em còn có thêm bảng dớn nhá. Bảng dớn này chiều dài 30, 20, 30 với giá là 18.000 và chiều dài là 13, 30 với giá là 15.000. Phân dê với chiều dài 20cm với giá 4.000. Phân bón trồn quế nguyên chất dòng cao cấp với giá 35.000 cho một túi. Và kim kim bun đặc trị thường nhũn 25.000 cho một gói. Chicho de ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000. Đặc biệt cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này được làm từ dịp chuối, phân châu, đỗ tương. Đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng, sản phẩm với giá 35.000. Đây có thể nói là một cái sản phẩm cực hoàn hảo. Bởi ngoài phân châu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa, nên là cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu, hạn chế nấm bệnh tuyệt vời. Và bên này em còn có thêm sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những giọt tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng và tự gia đình nhà em làm, cô chú anh chị nhé. Tự gia đình nhà em chung cất nên là đảm bảo tinh chất là từ những cái giọt tinh dầu được làm từ những cánh hoa hồi tự nhiên. 100% từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt, một lọ như vậy em bán 40.000. Cái mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị cảm giác thư giãn tuyệt vời, giảm đau rất là hiệu quả. Và từ những cánh hoa hồi, cô chú anh chị biết rồi ạ, người ta có thể cho vào món ăn tạo độ ngọt, tạo hương vị, cũng rất là tốt đối với sức khỏe nữa, đúng không ạ? Cô chú anh chị thử một lần thưởng thức cái mùi hương tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ, chắc chắn sẽ làm cho cô chú anh chị cảm thấy là rất là hài lòng với độ thư giãn và cái cảm giác dễ chịu từ cái mùi hương của nó đem lại. Bên này đây ạ, em còn có một cái giò điệp rất là khủng ở đây này, cô chú anh chị này, giò phi điệp cực kỳ là khủng này đây. Em bán cái giò này, xin phép bán với giá là 800.000, cô chú anh chị nào muốn sưu tầm cái giò điệp cực kỳ là khủng này, cô chú anh chị nhá, 800.000 cái giò này thì phải nói là cái giò này em trồng rất là lâu rồi, cô chú anh chị ạ. Đó. Còn bên này đây thì em còn có hai cái chậu Helen. Chậu này gọi là số 1 150.000, chậu số 2 150.000. Dạ em xin phép được dừng clip ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép ạ.